sáng ngày 5 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Với nghi thức dành cho quốc khách, Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác tại phủ chủ tịch chào mừng vợ chồng ông Tập Cận Bình. Trong khi đó, hàng trăm người đã biểu tình chống đối ông Tập tại Hà Nội và Sài Gòn. Ít nhất 2 người đã bị bắt, trong đó có blogger Nguyễn Lân Thắng và blogger Trần Bang khi tham gia biểu tình tỏa kháng tại Hồ Con Rùa. Cùng lúc với chuyến viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất và sau đó tới quân cảng Cam Ranh để chính thức thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Việc Trung Quốc và Nhật Bản cùng lúc thăm viếng Việt Nam đã cho Hà Nội cơ hội vị thế cân bằng trước tình hình Biển Đông đang bị Trung Quốc khống chế. Bản Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được công bố cho thấy Việt Nam phải cho phép công nhân thành lập các công đoàn độc lập và tiến hành một loạt các cải cách để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Trong khi đó, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman hôm nay lên tiếng bảo vệ cho những quy định liên quan đến xuất nhập khẩu xe hơi trong TPP giữa 12 nước và cảnh báo rằng việc đàm phán lại phần này trong hiệp định sẽ chỉ làm hỏng toàn bộ.